Thuốc trừ sâu giúp tiêu diệt hoặc kiểm soát các loại sâu bệnh gây hại, bảo vệ cây trồng khỏi sự tấn công của các loại côn trùng và vi khuẩn gây hại. Nhưng nếu bạn sử dụng thuốc trừ sâu không đúng với cây trồng cũng như nhu cầu của cây thì cũng sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho cây. Hiểu được tâm lý đó, chúng tôi xin phép giới thiệu tới các bạn một loại sản phẩm, đó chính là thuốc trừ sâu Aparo 5.8EC. Đây là loại thuốc trừ sâu sinh học thế hệ mới với thành phần chính đó chính là abamectin. Sản phẩm này được biết đến với khả năng diệt sâu và nhện rất kỳ hiệu quả, ngay cả với các loại đã kháng thuốc. Với tác động nhanh chóng, Aparo 5.8EC mang lại sự yên tâm cho bà con nông dân khi đối phó với các loại dịch hại nguy hiểm. Aparo 5.8EC có tác dụng trị độc và tiếp xúc, đồng thời thẩm thấu vào sâu mùa lá, giúp thuốc duy trì hiệu lực lâu dài, hạn chế được sự giữ trôi do mưa. Điều này rất là quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng trong những điều kiện thời tiết bất lợi, đặc trị các loại sâu cuốn lá gây hại cây lúa hay thậm chí cả rầy xanh hại cây tre. Phun thuốc ngay sau khi rầy mới xuất hiện, nếu bị hại nặng thì phun lần 2 sau 7 đến 10 ngày. Phun thuốc khi sâu 1 đến 2 tuổi, thời gian cách ly, không sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 7 ngày. Quý bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 để tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹxuanghuy.vn để biết thêm nhiều thông tin.